khoe giấy kết hôn, Hồ Bích Trâm háo hức tiết lộ ngày tổ chức lễ cưới. Hồ Bích Trâm trạn trở khoe giấy đăng ký kết hôn bên ông xã doanh nhân. Người hâm mộ vô cùng háo hức, mong chờ ngày tiệc cưới của nữ diễn viên sẽ nhanh chóng diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù hôn lễ được diễn ra tại quê nhà khá lâu, thế nhưng vì ảnh hưởng của dịch bệnh, tiệc cưới của Hồ Bích Trâm ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa được tổ chức. Mới đây nhất, hình ảnh giấy kết hôn được nữ diễn viên chia sẻ khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao, mong chờ ngày trọng đại của cô nàng được diễn ra. Trên trang cá nhân Facebook, Hồ Bích Trâm trạng trở khoe khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc bên ông xã quan trọng. Đính kèm theo đó, nữ diễn viên muôn kiểu làm dâu chia sẻ dòng trạng thái. Vợ chồng đi trăng mật sau khi 14 tháng 2 2022 có giấy chứng nhận kết hôn. Thái Lan hẹn cả nhà 11 tháng 3 cưới ở Sài Gòn. Dịch ơi đi luôn, đừng cản trở em nữa hen, em năn nỉ nha. Không để fan hâm mộ tò mò, Hồ Bích Trâm đã tiết lộ thời gian tổ chức lễ cưới của mình. Theo như chia sẻ, vào ngày 11 tháng 3 sắp tới, hôn lễ của nữ diễn viên muôn kiểu làm dâu cùng ông xã doanh nhân sẽ được diễn ra. Bên cạnh giấy chứng nhận kết hôn, Hồ Bích Trâm còn khoe nhiều món đồ hàng hiệu được chồng mua tặng trong ngày lễ tình nhân. Ngay sau khi đăng tải bài viết, Hồ Bích Trâm liên tục nhận được nhiều sự quan tâm và chúc phúc từ đông đảo công chúng. Vào tháng 5 năm 2021, vợ chồng Hồ Bích Trâm đã tổ chức đám cưới ở quê nhà. Tuy nhiên vì tình hình dịch bệnh nên nhiều bạn bè, đồng nghiệp không thể đến chung vui cùng cô nàng. Chính vì thế, nữ diễn viên đã quyết định tổ chức báo hỷ ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, tiệc cưới của cô nàng đã tạm hoãn. Vào ngày 14 tháng 2 vừa qua, vợ chồng nữ diễn viên sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 11 tháng 3 sắp tới. Chia sẻ về ông xã doanh nhân, Hồ Bích Trâm hạnh phúc tiết lộ. Chưa bao giờ dám tự mở lời chồng ơi đầu tư cho vợ này kia đâu, nhưng mà ông xã Trâm lại rất hiểu ý, thường nhắc vợ cho xem kịch bản, dàn diễn viên thế nào, và anh đợi mình thực hiện xong hết sẽ chủ động san sẻ như, à, chồng cho vợ một ít để làm phim. Có thể thấy ở thời điểm hiện tại, Hồ Bích Trâm không chỉ sở hữu sự nghiệp ổn định khi liên tiếp có nhiều vai diễn để lại ấn tượng trong lòng khán giả, mà nữ diễn viên còn sở hữu cuộc sống sung túc, hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra, vẻ ngoài của diễn viên muôn kiểu làm dâu cũng khiến ai nấy trầm trồ vì quá đỗi trẻ trung, xinh đẹp.